thôi các tình yêu. Những điều tốt đẹp cho trẻ em, cho thiên nhiên và động vật. Một thế giới thần tiên dành cho các bé. Tương lai của đất nước là trên kênh YouTube Tiun. Quý vị không ủng hộ em chính là hủy hoại tương lai của bản thân và con em của mình. Trên YouTube đầy rẫy những cái xấu, những hành động khoe của, khoe ăn uống, khoe tình yêu dục vọng, khoe đủ thứ là khoe. Những cái đó đang dần thâm nhập vào tâm trí của con em quý vị, làm các em không thể thoát ra được. Khổ đau sẽ đến với các em. Các em không biết tình yêu chân thật là như thế nào. Tình yêu chân thật là khi các loài vật cùng đi bên mình, khi thiên nhiên đều yêu quý mình, những con chim tặng cho mình những bài hát, những con côn trùng gọi tên của mình, những cành cây ngọn cỏ reo vui, thải ra khí oxy cho mình hít thở. Đó là tình yêu chân thật. Khi không có tiền, người ta sẽ khinh mình. Em đã nhận ra điều đó. Và khi có rất là nhiều tiền thì người ta sẽ yêu quý mình. Cái đó thì bình thường, ai cũng làm được. Em đã làm được khi trở thành chuyên gia thiết kế website nổi tiếng ở Việt Nam và Singapore. Em đã từ bỏ cái cuộc sống tốt đẹp nhất mà mình có thể có, được bạn bè yêu quý ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng không bảo vệ được thiên nhiên động vật. Phước báo đó em hưởng một đời sẽ hết thôi. Tất cả những cái điều em làm trong thời gian qua là một sự trải nghiệm tuyệt vời, một ký ức tốt đẹp của em về thế giới này. Những gì em đã làm được, em không hề hối hận. Bởi vì khổ được, sướng được, tự tại được. Yeah. Anh Khổng Tường Phát, em đã phóng sanh đủ 49 ngày cho Su Huynh rồi nha. 49 ngày đã xong, rồi tới 100 ngày. 49 ngày là xét xử. Anh có đủ phước. Trong 49 ngày này, gia đình của anh sẽ tạo phước cho anh rất là nhiều. Trong đó cái công đức lớn nhất mà họ đã tạo cho anh chính là phóng sanh. Phóng sanh đúng cách. Ủa chú, bữa nay có cái gì không chú? Vậy đi về có gì bán không? Bán không chú? Chưa, khoảng mấy giờ chú? Vậy giờ chưa có hàng bán con ha? Vậy hả chú? Ti ti, lên bờ đây nè con. Dạo này con thấy người ta đi đánh bắt nhiều quá, ra nghề dữ quá, nên chú bị cạnh tranh rồi. Đúng không chú? Một cái mùa dịch Covid này thôi mà ra thêm chắc cũng cả trăm nhà. Yeah. Người ta không đi làm được là người ta ra thiên nhiên, người ta đánh bắt dữ lắm. Đó, bởi vậy nói bảo vệ thiên nhiên là như thế. Cứ tàn phá thiên nhiên là không có cái gì. À, đây, lên tiêu nằm. Tiêu nằm ha. Ha. Đó,
mấy tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, những cái nhà lãnh đạo á, thì họ biết em sống với thiên nhiên, bảo tồn thú hoang dã, họ rất là quý mến. Còn những thành viên của họ á, thì mới gia nhập nên không có hiểu gì, lại nói xấu em. Dạ. Các bạn đã hiểu sai về nguyên tắc bảo tồn. Nếu các bạn là một người hy sinh sống trong thiên nhiên vì động vật hoang dã, bảo tồn môi trường sống của nó thì là đúng pháp. Còn những ai bắt nhốt nó thì mới là phạm pháp. Nó đang sống rất là vui vẻ với tình yêu thương của con người dành cho nó, bảo vệ nó, giúp cho nó phát triển. Thì đừng có đi kiếm chuyện với những cái người đó, bêu xấu họ chính là hủy bán bản thân của mình, hủy đi công đức của mình. Chính vì các bạn đã làm sai đối với Tuyôn, tự gieo tiếng xấu cho Tuyôn, nên việc bảo vệ thiên nhiên động vật ở Việt Nam không thành công. Thú mà thả ra trong rừng chắc chắn bị người ta giết chết, bởi vì người ta không biết nó là cái gì, người ta chỉ thấy nó quý hiếm, người ta không nhìn được à, con này nó có giá trị trong thiên nhiên, nó đang làm vai trò, phải bảo vệ nó. Gặp nó thì nên để cho nó tự do. Nó đến với Tuyôn chứ Tuyôn đâu có bắt nó, thấy chưa. Bây giờ nó có một gia đình mới là những con chó. Honey thì đang ganh tị nó, bởi vì nó lúc nào cũng đi theo Tuyôn. Titi, đó, Titi, gì, đó, Honey kiếm chuyện với nó, xua đuổi nó đó. Honey, no, không có làm em sợ Honey, Titi. Chỉ là giỡn thôi mà. Nhưng mà con làm em sợ đó. Tụi con đông quá à, có mình nó à. Chắc Tuyôn phải đi vô trong rừng kiếm thêm bạn bè của Titi quá. Bơi khắp khu rừng để cho mùi hương của tiên cá tỏa ra, thu hút các động vật hoang dã. Thế nào cũng sẽ có những con thú cần giúp đỡ tìm đến Tuyôn thôi. Ê, thì Honey à, Honey, Titi, đi về nhà ăn cơm, đừng vô khu rừng đó. Mỗi ngày Titi ăn 120.000 đồng. Titi, Honey, hai đứa nè. Về bữa nữa em sẽ cho mọi người coi cách cho rái cá ăn đúng để nó có thể phát triển. Còn những bạn đang biến rái cá làm thú cưng ở nhà, cho nó ăn kiểu đó, ăn theo cái kiểu của quý vị á, thì nó sẽ chết thôi, nó sống không nổi đâu, một thời gian nó sẽ bệnh, nó chết. Nhiều người đang nghĩ là mình đã đúng khi biến một con thú hoang dã trong sống trong thiên nhiên bị nhốt trong nhà chung với mình chỉ vì cái sự ích kỷ thôi à. Nhưng mà đó cũng là cách bảo tồn. Thưa quý vị, thiên nhiên đang bị tàn phá. Những con rái cá họ có thể bắt được về nhà làm thú cưng, bởi vì những người đi săn bắt họ bẫy, họ giết,
mà sao họ bẫy giết được. Ví dụ như cây cối um tùm như vậy sao họ vô bắt được. Họ phải tàn phá rừng. Rừng ở Cà Mau bị tàn phá rất là nhiều. Những cái môi trường rừng ngập mặn ở Cần Giờ cũng vậy. Thì rái cá nó mới bị bắt hại thôi. Trong khu rừng này của em, thực sự em biết không có quá 5 con rái cá. Và 2 trong số đó cũng là rái cá của em đã từng thả. Đó là rái cá tini, nó đã lập gia đình. Và trước đó là rái cá tisu. Thực hiện lời hứa với Titi ở kiếp luân hồi số 3 này, Titi đã được trở về rừng như mong muốn rồi đó. Một khu rừng thật sự của Titi là rừng ngập mặn chứ không phải rừng nhiệt đới.